mời quý vị khán giả theo bản tin cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết kế tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, ngày hôm nay cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Các kết quả thăm dò trước bầu cử cho biết ứng viên đảng dân chủ Kamala Harris và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang bám đuổi sát sao. Theo công cụ theo dõi National Voice của hãng thăm dò FiveThirtyEight, bà Harris dẫn trước ông Trump sát sao 1% ở bang chiến địa Pennsylvania. Ở các tiểu bang gia động khác, gồm Bắc Carolina, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin và Nevada, cuộc cạnh tranh cũng diễn biến căng thẳng. Theo National Boys, bà Harbrick dẫn trước ở Michigan và Wisconsin với biên độ lần lượt là khoảng 0,8 và 0,6%. Trong khi đó, ông Trump đang giành được nhiều lợi thế ở Arizona, nơi ông hơn bà Harbrick 2,5%. Ở Bắc Carolina và Georgia, khoảng cách dẫn trước của ông Trump dao động ở mức khoảng 1,5%. Ngoài ra, ông Trump vẫn duy trì lợi thế 0,9% ở Nevada. Đài Loan phải cho thấy rằng họ quyết tâm tự bảo vệ mình cho dù ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, để là tuyên bố cho người đứng cầu cơ quan quân sự Đài Loan Wellington Kerr đưa ra vào sáng nay. Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp của cơ quan lập pháp Đài Loan, ông khu cho biết bất kể ai được bầu làm tổng thống mỹ đài bắc phải cho họ hiểu rằng đài loan có quyết tâm tự bảo vệ mình đồng thời nêu bật tầm quan trọng của an ninh kinh tế và vị thế địa chính trị chiến lược của mình ông khu cho biết lập trường của đài bắc là liên tục tăng cường năng lực tự vệ ông khu đưa ra tuyên bố khi trước đó ứng viên tổng thống mỹ donald trump từng cho rằng đài loan nên trả tiền để được bảo vệ và cũng cáo buộc hòn đảo này đánh cắp hoạt động kinh doanh bán dẫn của mỹ Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani sáng nay đưa thông tin chi tiết về vụ phóng loạt tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Trả lời báo giới, ông Nakatani cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ vùng bờ biển phía tây và hướng đông bắc trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 7h39 sáng nay giờ địa phương. Ông Nakatani ước tính ít nhất 7 tên lửa đã được phóng, đạt độ cao tối đa là khoảng 100 km và bay được khoảng 400 km. Các tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển Nhật Bản gần bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản. Thưa quý vị, Malaysia cùng 6 nước khác đang nỗ lực đề xuất một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có thể dẫn đến việc trục xuất Israel khỏi tổ chức này nếu Tel Aviv bị phát hiện vi phạm luật quốc tế. Phát biểu trước Quốc hội Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết dự thảo nghị quyết đang trong giai đoạn đàm phán và dự kiến sẽ sớm được trình lên Đại hội đồng Liên Quốc để phê duyệt nhóm bảy nước gồm Malaysia, Ai Cập, Indonesia, Namibia, Na Uy, Qatar và Ả Xê út đang phối hợp tìm ý kiến từ tòa án công lý quốc tế về nghĩa vụ của Israel trong việc cho phép sự hiện diện và hoạt động của các cơ quan quốc tế tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Tổng thống Tunisia Recep Tayyip Erdogan hôm qua kêu gọi các nước thành viên tổ chức hợp tác hồi giáo OIC tăng cường viện trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc. Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường trực về Hợp tác Kinh tế và Thương mại của OIC diễn ra ở thành phố Istanbul, ông Erdogan nói, Israel đã đưa ra quyết định vô lý là cấm in qua. Tôi tin rằng các quốc gia thành viên nên viện trợ nhiều hơn cho cơ quan này. Ông Erdogan đồng thời kêu gọi các nước OIC gạt bỏ bất đồng, đoàn kết ủng hộ người dân Palestine và Liban trong cuộc xung đột với Israel. Ông nói thêm, Câu trả lời tốt nhất đối với hành động của Israel chống lại Gaza và Liban là việc có nhiều quốc gia công nhận nhà nước Palestine. Tôi nhắc lại lời kêu gọi các nước công nhận nhà nước Palestine. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanjam Shashanka ngày hôm nay tuyên bố hành động phá hoại một ngôi đền Hindu ở Canada ngày hôm qua là hành động vô cùng đáng lo ngại. Ông Jai đang ở thăm Úc, phát biểu với báo giới tại Capera sáng nay. Ông nói, những gì xảy ra hôm qua tại ngôi đền Hindu ở Canada rõ ràng là vô cùng đáng lo ngại. Sự việc xảy ra vài tuần sau khi Ostao qua trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ, động thái liên quan đến vụ giết hại một nhà lãnh đạo ly khai người Sikh vào năm 2023 tại Canada. Canada đã cáo buộc chính phủ Ấn Độ tiến hành một chiến dịch rộng rãi chống lại những người bất đồng chính kiến Nam Á tại Canada, điều mà New Delhi phủ nhận. Sự việc đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước và giữa những người ly khai người Sikh với các nhà ngoại giao Ấn Độ. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình tiết yếu tỉnh Đồng Nai.